đẹp quá. Mình ghét sổ. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ? Sao hả? Có tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy. Không vĩ đại thế vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số sữa này vậy à? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen chúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông tin không vui cho mọi người. Đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy, nhưng vì kinh doanh thua lỗ cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy? Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Hả? Sẽ bị đau bụng, có khi con còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen. Uống riết rồi bụng nó quen, uống sẽ được thôi. Con không thích, con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á, mẹ không thương mình gì hết à. Con xong chưa? Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và Barbie đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Thiệt là, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lận mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ?
Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? À, xin lỗi con Yasunu. Con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không con? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Chào bà. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chanu à, mau qua đây đi. Những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng. Nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng hồ với thầy. Mọi người ơi, mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa không? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đâu. Đúng rồi đó. Nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại Cha Cha Du. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Rồi, bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miễn Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đi, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được. Mẹ nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Em cha đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là Cha Đu thua rồi nha.
Shadow, tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó. Chuyện gì mà lớp mình lại xôn xao dữ vậy hả? Hôm nay nhà trường bắt chúng ta phải chích ngừa bệnh cúm. Chích ngừa cúm sao? Anh trai mình cũng mới chích ngừa và anh ấy nói rằng chích ngừa lần này đau kinh khủng lắm. Mình cũng nghe nói như vậy, nó giống như một cú bắn từ địa ngục tới đó. Mình cần phải ăn hết ngay bây giờ. Một học sinh lớp 6 đã nói rằng chích ngừa bệnh cúm còn đau gấp 3 lần so với khi nhổ răng nữa đó. Cái này thiệt không vậy? Không thể nào đâu. Shadow ơi, bình tĩnh lại đi. Không phải làm sao đây? Hôm nay nhìn bạn có vẻ đang bị bệnh cơ đúng không? Không phải, không có đâu. Người nào bị bệnh chứ, không biết. Không phải là mình, mình chính là Shadow. Cho Shadow, là cho Shadow. Chích ngừa bệnh cúm. Mình có tin vui nè, lớp chúng ta sẽ là lớp cuối cùng đi chích ngừa đó. Có thật không vậy? Không có vấn đề gì nghiêm trọng giống như lời mọi người đồn đại. Nhưng mà chúng ta phải có phương pháp phòng bị chứ. Đây chính là cách để bỏ trốn. Cái gì hả? Vậy là đáp án của chúng ta chính là 52. Bây giờ chúng ta sang bài kế tiếp nha. Một tháng có 30 ngày và một ngày thì có 24 giờ. Một đi giờ theo hướng này và ra bên ngoài sân ở đây. Chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu? 1.400. Và sau khi kết thúc trận đấu với Sunny, chỉ còn có Noma ngồi một mình ở trên tảng đá. Nè, lớp 3-4 đã chích xong rồi đó. Tiếng hát đầu tiên đã đến vào lúc 9 giờ 47 phút 21 giây. Và tiếng hát thứ hai lớn hơn đến vào lúc 10 giờ 39 phút 32 giây. Vậy thì một lớp sẽ mất hết. Cái gì vậy chứ? Phải mất tới hơn 19 giờ để đưa một lớp đi chích ngừa cúm sao? Trời đất ơi, họ chích ngừa cái kiểu gì vậy chứ? À, không phải vậy đâu Shadow à. Bạn phải trừ đi chứ không phải cộng lại. Đúng là như vậy. 10 giờ 39 phút trừ đi 9 giờ 47 phút là bao nhiêu? Mình có đi học thêm môn toán cho nên mình biết cách làm phép trừ loại này. Nếu như các bạn trừ đi thời gian, có nghĩa là các bạn đang du hành về quá khứ. Nè nè các bạn, không phải như vậy đâu mà. Và câu trả lời chính xác là 52 phút và 11 giây. Wow. Ê, nhưng mà ai quan tâm về chuyện đó? Vấn đề chính là khi nào họ sẽ tới lớp chúng ta để chích ngừa đây? Nếu dựa vào thời gian tiếng la hét mà chúng ta nghe được từ 3 lớp và sau đó tính toán, thì họ sẽ đến lớp chúng ta vào lúc 12 giờ 5 phút. Dạ, bây giờ là đã 11 giờ 38 phút rồi. Vậy chỉ còn 17 phút nữa thôi. Được rồi, vậy thì mình sẽ bỏ trốn khỏi trường trong vòng 17 phút nữa. Vào lúc 12 giờ 5 phút, cả lớp vẫn còn đang ở trong giờ học. Mình sẽ nhanh chóng tìm cách lẻn ra khỏi lớp. Chắc chắn là sẽ không ai biết hết. Nhưng nếu lỡ như bạn bị bắt gặp thì tính sao đây? Nếu như vậy thì... nếu như vậy thì mình sẽ hóa trang thành một bà lão như vậy sẽ dễ dàng vượt qua thôi mà. Nhưng phòng của giáo viên nằm ở ngay tầng 1 thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Minchi à,
Bạn quên rằng mình thực sự là một chú khỉ con nhanh nhẹn và nhảy rất giỏi hay sao hả? Đó chính là toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của mình. Cha đâu à? Hả? Cho mình đi chung với bạn nha, làm ơn đi. Nè, cậu làm cái gì vậy chứ? Không thể được đâu, bởi vì cậu quá mập. Mình sẽ cho bạn mượn trò chơi điều khiển mới nhất nè. Có thiệt không vậy? Trò chơi đâu? Hả? Bạn không định bỏ trốn khỏi nơi nguy hiểm này một mình như vậy có đúng không? Mình sẽ đi cùng với bạn bỏ trốn khỏi ngôi trường này. Hả? Cho mình nữa, cho mình nữa, cho mình nữa. Mình sẽ bị bắt nếu như cho quá nhiều người đi cùng. Chỉ duy nhất có Đôn Đôn và Dên Sức được đi cùng mà thôi. À, hay quá. Bạn có chút tự trọng nào không vậy? Chắc chắn đây cũng sẽ giống như cảm giác của Marie Antoinette trước khi cô ấy bị xử tử. Mình nhất quyết sẽ không chạy trốn hay là cầu xin sự giúp đỡ của cha đâu. Mình sẽ dũng cảm ngẩng cao đầu và chịu sự đau đớn của mũi chết ngừa cấm. Kim Sơn Đôn à, em làm gì mà lên đây vậy? Dạ thưa cô giáo, em chào cô. Nè Kim Sơn Đôn, hãy nói cho cô biết em đang muốn làm cái gì. Dạ thưa cô, em không muốn làm gì hết, em chỉ ngủ quanh thôi. Vậy tại sao em lại thức dậy ở chỗ này chứ? Dạ đâu có đâu. Mình không thể đổi tóc giả được. Làm sao bây giờ? Sao thầy lại tới đây kia chứ? Thầy sẽ phát hiện ra tụi mình mất thôi. Cha Đu à, bạn chạy trước đi. Mình sẽ ở lại giải dây cho bạn. Nè, em đang làm gì ngoài hành lang vậy hả? Em tính làm cái gì mà đổi mấy thứ này lên đầu? Đang giờ học sao đi ra ngoài như vậy hả? Bạn nhất định phải trốn thoát được đó nha. Em đang tính làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ thưa thầy, em chỉ muốn tìm lớp của em thôi mà. Mình đã cảm thấy bị bệnh một chút xíu vào buổi sáng, và bây giờ là giữa trưa rồi. Cha Đu à, giọng của bạn bị sao vậy? Giọng của mình đã bị đổi rồi. Chắc có lẽ bạn đã bị bệnh rồi đó. Bạn nóng quá trời luôn. Vậy là hôm nay bạn không thể chích ngừa được rồi. Bạn đang nói cái gì vậy? Nếu trong trường hợp bạn đang bị sốt hoặc bị cảm thì đương nhiên là sẽ không thể nào chích ngừa cúm được. Sao bạn không nói cho mình biết điều này sớm hơn chứ? Ông trời ơi, con xin cảm ơn người. Dạ thưa cô, em đã bị nóng sốt ạ. Ôi trời, vậy là không được rồi. Cô nghĩ chắc là ngày hôm nay em sẽ không thể nào chích ngừa cúm được đâu cha Đu. Tốt quá đây. Chào cả lớp, chào các em nhỏ đáng yêu. Bây giờ các em hãy chơi trò bệnh viện cùng với anh có được không? Anh đã chích xong rồi.
Nè, chết có đau không? Không, không hề đau một chút xíu nào. Và anh bác sĩ sau khi chết xong còn cho mình kẹo mút nữa nè. Các em học sinh đáng yêu, anh thấy ngày hôm nay tất cả các em thật sự rất can đảm. Bác sĩ ơi, em cũng muốn chích ngừa cảm cúm nữa. Không cần đâu bác sĩ ơi, em ấy hiện đang bị sốt nên không thể nào chích ngừa được. Nè em, không thể chích ngừa khi trong người đang bị sốt. Tạm biệt các em nhỏ. Cũng có thể mình không được chích ngừa bệnh cúm, nhưng tại sao mình lại buồn ngủ dữ vậy nè? Thưa mẹ, con về rồi. Hả? Trời ơi, chơi đùa à? Con bị làm sao vậy? Ôi trời ơi, không được rồi. Con sốt tới 39 độ lận. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi khám bác sĩ nghe. Vậy chứ? Mẹ ơi mẹ, con muốn đi phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí, phòng khám có bác sĩ thật hiền lành đó. Con bé này nó nói sảng cái gì vậy trời? Chắc là nó đang lo lắng về tiền bạc đây nè. Cổ họng của em đã bị sưng lên cho nên mới bị sốt như vậy. Dạ, vậy chích ngừa bệnh cúm cho em đi. Ồ. Quá. Bác sĩ ơi. Mục đích của việc cắm trại lần này là thoát khỏi sự ngột ngạt và ô nhiễm của không khí ở bên trong thành phố, đồng thời học cách sống tự lập và rèn luyện tinh thần hòa bình với mẹ thiên nhiên. Thưa chị Quy, nếu muốn thoát khỏi những điều đó thì tại sao chúng ta vẫn cứ ở trong cái thành phố ngột ngạt này vậy? Mình thích cắm trại. Đúng rồi đó. Thì là tại vì... Nào, tất cả các em hãy chú ý. Chắc là các em đã xem tin tức rồi. Hiện giờ ở Kanwondo đang mưa rất lớn, nên chúng ta không thể nào tới đó để cắm trại như dự tính ban đầu được. Cho nên nhà trường mới đành phải đổi kế hoạch và quyết định cắm trại ở ngay tại trường học. Thầy mong các em vẫn sẽ tham gia tích cực hoạt động này. Tụi em chỉ muốn được đi cắm trại ở chỗ nào xa xa mà thôi. Thiệt vậy sao? Thôi được, thầy hiểu ý em rồi. Nếu các em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ không cần tham gia hoạt động cắm trại nữa. Tất cả các em hãy đi lên lớp học bài. Dạ thôi thầy ơi, tụi em không muốn đâu thầy ơi. Thưa thầy hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ lại thì cắm trại ở trường chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp lắm đúng không thầy? Dạ phải, tụi em hứa sẽ tham gia hết mình luôn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì, đừng có khách sáo. Nào, hãy chú ý. Tất cả các em, như vậy là vừa rồi thầy đã chia thành 3 đội. Hãy thực thi. Vậy tụi mình là đội 1. Là đội 2. Đội 3 đây. Chúng ta sẽ trở thành đội tuyệt vời nhất. Chuyện đó đương nhiên rồi. Khi chơi tụi mình sẽ hết lòng tương trợ lẫn nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt của nhau là đã biết đồng đội mình đang nghĩ gì rồi. Đội 3, đừng có đứng đó mà nói chuyện khen ngợi lẫn nhau nữa. Việc đầu tiên, các em cần phải nhanh chóng dựng lều để tối nay còn có chỗ ngủ. Hãy thực thi. Bắt đầu nha. Giờ mình sẽ đứng vững chắc cây sào này, và các bạn sẽ kéo căn lều qua hai bên. Còn bạn thì nắm chặt sợi dây thừng nha. Được lắm, đội này có đội trưởng rất tốt. Các bạn ơi, mình vốn chỉ là một tiểu thư, cho nên mình không thể làm được gì. Mình biết là các bạn rất cực, nhưng khi nào dựng lều xong mình sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí cho. Vậy nha. Thôi vậy cũng được. Nếu biết mình không làm được thì tốt nhất đừng nên tham gia để tránh gây cản trở. Đã nói là để mình làm cái này rồi mà. Cậu bị cái gì vậy? Lúc đầu mình đã nói là nhận nhiệm vụ đóng cọc rồi mà. Các bạn đừng cãi nhau nữa. Mình giữ cái này lâu lắm rồi. Cái cục này nặng quá trời à. Ráng thêm một chút xíu nữa đi Minji. Tới khi nào Don đưa cho mình cái búa thì sẽ đóng xong cọc liền thôi mà. Bạn nói gì chứ? Đưa búa cho bạn hả? Không đầy nào có chuyện đó. Cãi nhau à.
Đó chính là lỗi của bạn. Hãy nghe đây, đây là lỗi của cả hai em. Bạn nhớ đó nha. Rồi, sau khi các lều đã được dựng xong, bây giờ các em hãy bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối với thức ăn và dụng cụ nấu mà mình đã mang theo. Cái gì chứ? Mắc mớ gì mà mình phải xách nước? Lý do là bởi vì bạn không chịu đem thức ăn theo. Đi cắm trại với mọi người mà bạn chỉ đem theo muỗng với đũa thôi là sao hả? Thì chuyện này bạn nói cũng đúng. Được rồi, thôi đi Don Don à. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm cho nên bạn cứ coi như... Đừng bao che cho bạn ấy Minchi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều mang đồ ăn theo. Vậy mà cha Du không đem theo bất cứ cái gì hết đó. Bởi vậy mà bạn ấy cần phải làm cái gì đó để bù đắp lại chứ. Bạn nghe chưa, đi lấy nước về mau lên. Được rồi, mình chấp nhận đi lấy nước. Nhưng mà mình không thèm ăn của các bạn đâu. Đúng rồi là mình không nên nói như vậy. Mau đi chỗ khác đi, ta không thể bỏ bữa tối được là vì ngươi đó. Hả? Có một con rắn. Giữa Seoul này mà cũng có một con rắn nữa. Nè chú rắn kia, hãy tới đây với ta đi. Lạ thiệt á, rắn mà cũng biết bò ngược nữa hả? Em nhìn thấy chỉ huy rồi nha. Bình thường thì đa số mọi người đi trong rừng khi gặp rắn đều sợ. Nhưng mà tại sao em lại không sợ gì hết mà còn dám tới gần con rắn nữa hả? Dạ thưa chỉ huy, em nghĩ chắc có lẽ là do em không hợp với cắm trại. Mới vừa rồi em đã gây sự với các bạn ở trong đội của em đó. Không phải đâu, em gặp một vài rắc rối với các bạn của mình thật sự không phải là do cắm trại. Nghe thật như vậy sao? Mà chính là do bản thân em. Nhưng mà sao chỉ huy lại dám khẳng định như vậy? Khi ở trong một nhóm thì em phải nghĩ cho đồng đội chứ đừng nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho đồng đội hả? Như vậy có nghĩa là... Mọi người đang tới đó. Em nhớ đừng nói ai về con rắn nha. Nghĩ cho đồng đội hả? Sao chỉ huy không giải thích rõ ràng cho mình hiểu chứ? Có rắn kìa. Nước đã có rồi đây. Thơm quá. Là món cà ri sao? Cà ri thì phải bỏ gì cây cây vô mới ngon. Không biết là có bạn nào đem ớt bột theo không? Có mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Ớt này là do mình đem theo. Nhưng mà nó cay dữ lắm. Có thiệt không? Anh nè, ớt này cũng đâu có cay lắm đâu. Sao kỳ vậy ta? Mẹ mình nói là loại ớt này cay dữ dội lắm. Nhưng mà mình thấy không cay chút nào hết. Nhưng mà dù sao thì thà có còn hơn không. Để mình sắc bỏ vào nha. Bỏ vô thôi. Đừng có mà lo, không có cay chút nào hết á. Nó sẽ giúp cho món cà ri này. Để mình đi lấy thêm nước nha. Trời xa sao hả? Các em ăn tối có ngon miệng không? Dạ ngon. Ôi trời ơi, mình chỉ muốn đợt cắm trại này mau mau kết thúc thôi à. Giờ chúng ta chỉ còn một hoạt động nữa thôi. Đó là bài kiểm tra về lòng can đảm. Nhà vệ sinh, phòng âm nhạc, phòng họp. Nếu như các em mang được những lá cờ từ những căn phòng này về đây thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho sự dũng cảm. Đó là khoai lang và bắp ngọt. Thiệt là hay quá đi. Vậy mới đúng chứ. Nào xuất phát. Nếu như mình giành được những lá cờ thì dĩ nhiên là sẽ nhận được khoai lang và bắp ngọt rồi. Thật sự đây có phải là trường của tụi mình không vậy? Các em đã phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc để đến phần thi này. Các em có thích không? Nếu như thích thì các em hãy mau tìm cờ đi. Gọi đông quá ấy à. Thank you.
Thật sự rất ấn tượng. Cho dù em đã đến được nơi đây rồi, nhưng lá cờ này từ trước tới giờ vẫn chưa có người nào có thể giành được nó hết. Vậy thì em sẽ là người đầu tiên giành được nó. Vậy mời em tiến tới giành nó đi. Mau tấn công đi. Hả? Ở đây cờ của em đây nè. Cảm ơn nha Jadu, vì toàn đội của chúng ta mà bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Mình rất ngưỡng mộ dù bạn đã phá hư bữa tối của đội. Bạn nói cái gì vậy? Có bao giờ mình làm không công cho người khác chưa hả? Mình sẽ ăn hết phần khoai lang và bắp ngọt. Nè, bộ các bạn quên rằng đã đối xử với mình tệ như thế nào rồi sao? Các bạn đã đối xử với mình giống như là một người giúp việc vậy. Cho dù cái bụng của mình có bể tung đi nữa thì mình cũng sẽ ăn cho hết. Sao bạn có thể làm như vậy? Nè Jadoo à. Mình nói giỡn thôi. Dĩ nhiên là mình phải chia sẻ và tương trợ đồng đội rồi. Gì chứ? Chị Huy ơi, thầy có thể chia khoai và bắp cho tất cả các bạn ở đây được không? Đương nhiên rồi, em không cần lo chuyện đó. Hết rồi, lại đây ăn đi. Nè, sao không đỡ mình vậy? Chắc các em biết hôm nay là ngày đặc biệt của trường ta đúng chứ? Cô muốn giới thiệu một người. Em ấy là cựu học sinh của trường chúng ta, em Ohanen. Cô tiếp viên hàng không Minji. Xin chào các em, chị là Ohanen. Chị đẹp quá Trước đây chị đã từng là học sinh của trường chúng ta và bây giờ đang làm việc ở hãng hàng không Nụ Cười. Rất vui khi được gặp các em. Chúng em chào chị ạ. Hôm nay chị đến đây là để chia sẻ với các em những kinh nghiệm và kiến thức của mình về nghề tiếp viên hàng không. Lịch bay của chị rất là dày đặc. Thậm chí có những ngày chị phải ăn sáng ở Thụy Điển và ăn tối ở Pháp. Nhưng chị cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Bữa sáng ở Thụy Điển và bữa tối ở Pháp sao? Chị ơi, cho em hỏi, có gì khác đặc biệt nào mà chị nhớ hay không vậy? Đương nhiên là có chứ. Mấy năm trước chị đã được vinh hạnh gặp tổng thống của nước Pháp trên một chuyến bay riêng của ông ấy. Ông ấy không biết nói tiếng Hàn, cho nên chị đã dạy ông ấy cách nói xin chào bằng tiếng Hàn. Chị đã gặp tổng thống nước Pháp. Và một lần khác có một vị khách bị lên cơn đau tim suốt cả chuyến bay luôn. Nhưng may mắn là cuối cùng bọn chị cũng đã cứu sống được anh ấy. Wow, mọi người ngầu thiệt đó. Có đúng không hả Minji? Jadoo à, đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của mình. Cuối cùng chị muốn nói là vào mỗi kỳ nghỉ hàng năm của học sinh sinh viên nước ta, hãng hàng không Nụ Cười luôn tổ chức 3 ngày cắm trại đặc biệt, nói dành cho những ai cảm thấy hứng thú trở thành tiếp viên hàng không. Chị hy vọng các em sẽ đến tham gia. Minji à, bạn đi đâu vậy? Mình đi đăng ký tham gia cắm trại đây. Sao mình có cảm giác là lạ vậy ta? Jadoo ơi, đi học thôi. Dạ, xin lỗi nha, lại để bạn đợi nữa rồi. Minji à, quần áo của bạn sao vậy hả? Mình chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi mà. Bạn thấy sao, nhìn mình có được không? Tất nhiên là được rồi. Nhìn bạn rất là trưởng thành luôn á Minji. Cảm ơn bạn nha. Bạn cười lớn như vậy để làm gì chứ? Cái này
này không phải là cười lớn đâu cha Đu, đó là mỉm cười. Từ giờ mình sẽ vì ước mơ của mình mà chuẩn bị mọi thứ. Ước mơ? Bây giờ mình đã biết lớn lên mình muốn trở thành ai rồi. Mình sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, một bông hoa xinh đẹp nở trên bầu trời. Cha Đu ơi, bạn sẽ ủng hộ mình đúng chứ? Tất nhiên, mình sẽ ủng hộ bạn rồi. Thưa quý ông, ngài muốn dùng loại thức uống nào vậy? Bạn nói gì ạ? Chúng tôi có coca, bảy ướp và nước cam, ngài chọn cái nào? Thôi, làm ơn cho tôi một ly bảy ướp. Tôi hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý bà hoàn thành buổi học một cách thoải mái nhất. Mình nói nè Minh Chi à, hôm nay tụi mình qua nhà của Sơn Hun để coi phim kinh dị đi. Không phải làm sao đây? Hôm nay mình có buổi học đầu tiên ở trường ngoại ngữ Cang Nam rồi. Mình mới đăng ký học tiếng Anh đó. Cang Nam hả? Mình quyết tâm làm tất cả để thực hiện ước mơ của mình, cho nên khoảng cách không là gì cả. Tức là từ bây giờ bạn sẽ bắt đầu bận lắm, có đúng không Minh Trời? Keep your chin up, Chadu. I am still your best friend. Bạn đang nói cái gì vậy? Đừng lo lắng nha, mình vẫn mãi là bạn tốt của bạn, Chadu à. Mình nói nè Chadu, chú của mình mới gửi cái này về. Mình mang theo để chia cho bạn nè. Mày thích nhất sô-cô-la mà có đúng không? Ê, trời ơi, có nhiều sô-cô-la quá đi à. Cảm ơn nha, mình nhất định sẽ ăn thật ngon. Hả? Sô-cô-la? Bạn quá đáng quá nha. Ôi Minh Chi ơi, đây là kẹo bà bạn thích ăn nhất đây nè. Không, không được. Nếu ăn sô-cô-la thì mình sẽ bị béo phì giống Đôn Đôn mất. Cô tiếp viên ơi, cô có thể cho con một cái mền mỏng được không? Cô ơi, cô có thể mở nhỏ đèn ở đây được không? Cô tiếp viên ơi, tim của tôi đau quá đời. Quý khách ơi, 1, 2, 3. Cô tiếp viên ơi, tôi đã ổn rồi, không cần làm nữa đâu mà. Hên quá đi. Nhưng để sơ cứu đúng cách, bây giờ tôi sẽ đấm vào tim của quý cô. Không cần đâu, tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà. Hên quá đi ạ, xém chút nữa là xong đời rồi. Cái này không được rơi vào tay bất kỳ ai khác ngoại trừ mình. Kính thưa quý ông và quý bà thân mến, hãng hàng không Nụ Cười xin được vinh danh Hoa hậu Hàn Quốc nhé. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy vậy? Mình nghĩ bạn ấy bị bệnh rồi. Ngã. Ủa, Chadu đó hả? Chadu ơi, mình đã viết thư cho chị ơi và đã được chị ấy hồi âm rồi. Mình phấn khích quá đi à. Chị ấy nói mình sẽ là một tiếp viên hàng không rất là tuyệt vời đó. Chưa hết đâu, chị ấy còn nói sẽ dẫn mình đi tour khi tham gia cắm trại nữa. Chuyện này hơi bất ngờ, đúng là không thể tin được mà. Dạ, Chadu xin nghe. Chadu ơi, bạn đi chỗ này với mình có được không? Mình cần người phụ đóng gói đồ đạc. Vậy sao? Nhưng mà mấy ngày nữa mới diễn ra cắm trại mà. Mình cần đóng gói trước á mà. Cô giáo nói sẽ gọi cho mình để thông báo về địa điểm cắm trại đó. Nhưng mà mình nôn nóng quá à, không thể đợi được. À, mình biết rồi, mình sẽ qua nhà với bạn liền. Chadu, bạn đi đâu vậy? Tại sao mình phải nói cho bạn biết mình đi đâu? Hả? Hành lý đó là sao đây? Bạn không đang định đi đâu hả? À, mình chuẩn bị đi cắm trại đó. Mình đã đăng ký bên công ty Nụ Cười và nhận được thông báo của họ. Thật ra thì mình chỉ đăng ký cho vui. Ai ngờ lại duy nhất là người trong lớp được chọn. Bạn nói cái gì? Người duy nhất là sao chứ? Làm gì có chuyện đó hả? Ồ, bạn không biết chuyện này hả? Vậy còn Minji thì sao? Minji ơi, mình là Chadu nè, mở cửa cho mình đi. Minji à, mình nghe được mọi chuyện rồi, bạn đừng có buồn nữa, hãy ra đây nói chuyện với mình đi. Nè Chadu à, Minji nói bây giờ con bé không muốn gặp bất kỳ ai hết á.
Nó đã nhốt mình ở trong phòng cả ngày nay rồi. Giờ phải làm sao đây? Con bé thật sự rất thất vọng. Minji à. À, Minji ơi, là mình nè. Mau mở cửa cho mình đi. Giờ không chịu mở cửa có đúng không? Được rồi, mình sẽ làm theo cách của mình. Xin lỗi nha. Ready. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Minji à, ngừng lại đi. Shadow à, hãy để mình được ở một mình đi. Bây giờ mình không muốn gặp bất kỳ ai. Minji à, không được tham gia cắm trại nhưng vẫn có thể trở thành tiếp viên hàng không mà. Mình biết bạn rất trông đợi ngày này nhưng mà... Đâu phải chỉ trông đợi thôi đâu. Mình đã mơ về nó mỗi đêm, ba ngày cũng nghĩ đến. Mình biết mình không đủ tốt chất nhưng mình thật sự rất muốn đi mà. Mình đã rất hào hứng cho tới khi người mà họ chọn là anh thôi chứ không phải là mình. Mình tuyệt vọng quá trời. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Minji à, Minji à, bạn phải mạnh mẽ lên. Được rồi, bây giờ lần lượt từng em một lên xe, không được chen lấn nhau nghe chưa? Dạ. Các em nhớ cẩn thận đó nha. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, Shadow à. Liên hồi. Chuyện gì vậy? Mình đi thẳng vào vấn đề nha. Bạn có thể nhường cái vé đi cắm trại với nụ cười lại cho mình được không? Bạn nghĩ mình bị điên hả? Sao mình phải làm như vậy chứ? Bởi vì có một người thật sự cần tấm vé đó hơn bạn, Ân Huy à. Hãy nhường lại cho bạn đó đi. Ha, đúng là một tình bạn thật cảm động. Nghe bạn nói mà mình sắp khóc luôn rồi. Nhưng tiếc quá à, mình không có ý định nhường cái vé cho bất cứ ai hết. Mình biết ngay là bạn sẽ nói như vậy mà. Yên tâm đi, mình đã có một thứ để đổi cho bạn. Ủa, món đồ ở đây biến mất đâu rồi ta? Shadow giữ gìn nó còn không có vật nữa kia mà. Bây giờ mình có cảm giác mình như là hoa hậu Hàn Quốc nhí vậy. Mình không cần cái Dương Mỹ ngu ngốc đó. Thật sự không cần. Nó chỉ là cái Dương Mỹ ngu ngốc. Nhưng nếu mình chỉ có thể đi cắm trại thì mình... Mình qua đây liền á. Mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm. Có thể nói đây là ba ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, Shadow. Để đền đáp cho bạn, mình đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ của mình. Thiệt là tốt quá. Mình tin tưởng vào bạn. Nhất định bạn sẽ trở thành một nữ tiếp viên hàng không tuyệt vời cho coi. Mình nói nè, Shadow. Mình sẽ không trở thành tiếp viên hàng không nữa. Cái gì chứ? Mình đã biết được để làm việc ấy rất là khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy, mình đã quyết định sẽ trở thành một phi công. Lần này mình đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạn sẽ ủng hộ mình đúng không? Tất nhiên rồi. Phần bài tập về nhà tiếp theo của ngày hôm nay, cô yêu cầu tất cả lớp chúng ta phải làm theo nhóm. Minji à, tụi mình sẽ ở chung một nhóm đó. Chắc chắn sẽ vui lắm. Được rồi, bây giờ cô sẽ bỏ tên các em vào trong cái hộp này ha. Cô sẽ chọn nhóm cho các em. Choi Shadow, Kim Minji. Yeah, tụi mình chung nhóm. Shadow à, chúng ta là tiền nhất. Minji giỏi nhất về các bài văn. Vì vậy mình không cần phải lo lắng gì hết. Và Kim Sơn Don. Wow. Sự kết hợp rất tuyệt vời. Như vậy mình có thể chơi trò chơi điện tử và thưởng thức đồ ăn vặt ở nhà đốt đốt. Và thành viên cuối cùng đó chính là Leon Huy. Hả? Mẹ là thợ mộc.
Như vậy là chúng ta ở cùng một nhóm và làm bài tập chung với nhau. Bây giờ tới nhà ai đây? Thời hạn nộp bài cho cô giáo là tuần sau. Vậy thì chúng ta cứ xây dòng nhà của nhau đi ha. Đúng là ý kiến rất hay. Vậy thì bây giờ hãy đến nhà của mình trước đi nha. Bộ tất cả chúng ta đều phải đi sao? Vì có người không có giúp được gì hết á. Ôi trời đất ơi, bạn cũng biết điều đó hả? Người không giúp được chính là bạn đó. Cái gì chứ? Bộ muốn đánh nhau hả? Dừng lại đi. Hai người các bạn mau dừng lại. Hả? Nhìn nè, mấy cái này đều là đồ chơi mới hết. Còn đây chính là robot tay đấm quả tiễn kiểu mới. Đơn đơn à, vậy chúng ta sẽ ngồi ở đâu bây giờ đây? Bàn của bạn nhỏ quá chắc ngồi không đủ. À, bạn cứ yên tâm đi. Mình đã nhìn thấy cái bàn này quảng cáo ở trên TV rồi. Đây chính là bàn học siêu ưu tú kiểu mới nhất. Cũng bình thường thôi, ba mình mới mua cho mình đó. Wow, giống y như robot biến hình vậy. Các bạn hãy chờ một chút nha, mình sẽ đi lấy ghế đem lại đây. Chắc hơi chậm chút á. Thật là tuyệt quá đi. Robot biến hình, robot biến hình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi học về phải chào mẹ trước chứ. Chào hỏi không phải là vấn đề ngay lúc này đâu. Cái gì? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Con cần một bàn học mới. Ôi trời ơi, làm mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Bàn học của Don Don giống như robot biến hình vậy đó mẹ. Chị ơi, giống cái này đúng không? Một kiểu bàn học mới sẽ giúp con của bạn trở nên sáng tạo hơn. Các bé có thể học chung với anh chị em mình và cùng trở thành những học sinh xuất sắc. À, đúng rồi, chính là nó đó. Mẹ mua cho con cái bàn đó đi. Con có biết là nó mắc tiền lắm hay không? Mimi à, bà Bi à, chắc là hai em cũng muốn có một cái bàn giống như vậy có đúng không? Hai em không nghĩ là chúng ta sẽ học tốt hơn nếu như có một cái bàn giống như vậy sao? Trời Shadow à, kéo các em con vào cuộc cũng không có tác dụng gì đâu. Bàn học, 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 bàn học. Trời ơi, mẹ sẽ kiếm một cái bàn học mới được chưa? Có thật không mẹ? Đã thành công rồi, chúng ta làm được rồi. Mẹ nói sẽ mua bàn học mới, nhưng mẹ định làm cái gì vậy? Mẹ không hề nói là mẹ mua cái bàn mới, mà chỉ nói là sẽ kiếm một cái bàn mới. Được rồi, bước thứ nhất, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng. Mẹ lấy cái bàn này ở đâu ra vậy? Con không cần phải biết chi tiết quá làm gì. Bước thứ hai, chỉ lấy phần mặt bàn thôi. Và sau đó đặt nó lên trên bàn học. Bây giờ là tới bước thứ ba. Bước này vô cùng quan trọng và có đầy rủi ro. Con phải khoan những lỗ nhỏ để kết chặt hai mặt bàn lại với nhau. Ý chà, như vậy có thể đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tới bước thứ tư. Sau đó sẽ hoàn tất. Cắm mạnh cái chày gỗ xuống mặt bàn. Bàn học biến hình đã hoàn thành xong. Đây là thứ gì vậy chú? Đây chỉ là lắp đặt những đồ phế liệu lại với nhau thôi. Gì chứ? Con phủ nhận những khó khăn mà mẹ đã vượt qua sao? Mẹ không thể ngờ được. Không chịu, không chịu. Con không muốn cái bàn này đâu. Con ghét mẹ quá đi. Hôm nay các bạn có muốn tới nhà mình làm bài tập không? Mình không muốn tới đâu. Shadow à, đừng có như vậy mà. Chúng ta phải làm bài tập nhóm đó. Chúng ta hãy mau dọn dẹp cho xong để tới nhà Ưng Huy làm bài tập nhóm đi. Ưng Huy à, mình nghe nói bạn có rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà lắm phải không? Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng thật đáng yêu của Ưng Huy. Tuyệt vời quá. Nội thất trang trí kiểu công chúa thật sang trọng. Bàn học cùng kiểu các bạn đã thấy ở nhà Don Don. Còn nữa nha, cái giường êm ái khiến cho các bạn cảm giác như đang nằm trên mây. Và căn phòng này đã được tạo ra dành riêng cho Ưng Huy mình thôi đó. Giường của Ưng Huy đẹp gấp mấy lần giường của mình. Thì ra mọi người đều có giường ngủ. Đúng rồi ha,
hình như Shadow không có giường ngủ. Đã không có giường nằm ngủ là còn không có bạn học siêu ưu tú. Gì chứ, bạn không biết thì đừng có nói. Cho bạn biết nha, nhà của mình đã có bạn học rồi, và mình cũng có giường ngủ nữa. Bạn đâu cần phải nói dối đâu. Mình nói đều là sự thật hết. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta hãy đến nhà Shadow làm bài tập nhóm. Vậy thì có thể nhìn thấy rồi. Cũng được thôi, rồi bạn sẽ thấy. Giường ngủ, 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 giường. Hãy mau thôi đi. Được rồi, vậy bây giờ muốn có giường ngủ có đúng không? Bước thứ nhất, như mẹ đã nói, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng, còn nhớ hay không? Chúng ta có thể tìm thấy mấy thứ này ở xung quanh nhà. Mẹ định dùng mấy thứ này để làm giường bằng cách nào đây? Im miệng lại đi, con chỉ được phép đứng ở ngoài quan sát thôi. Bước thứ hai, bắt đầu dựng cái khung giường. Trước tiên mẹ sẽ tách rời những miếng gỗ này ra và tạo thành một cái khung hình chữ nhật. Phải bảo đảm những tấm gỗ này đều cao bằng nhau. Bây giờ đã bằng nhau hết rồi. Sau đó thì dựng lên một cái khung vững chắc như vậy. Đã làm xong rồi. Nhìn không giống một cái giường chút nào hết. Con đừng có mà hấp tấp. Bây giờ là bước thứ ba. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm một cái khung sườn. Mục đích là để giữ cho tấm nệm được chắc chắn. Tìm một cái dù cũ, tách rời cái khung dù ra. Và tiếp theo là cố định chúng vào khung giường vừa mới dựng lúc nãy. Tiếp theo sẽ là gì đây? Bước thứ tư, lẽ ra chúng ta cần một tấm nệm, nhưng mà mấy cái mền thì thoải mái hơn nhiều. Và cuối cùng, cái giường đã sẵn sàng rồi. Đây là cái gì vậy mẹ? Nó chỉ là một đống mền chồng lên thôi. Còn giường của Anu giống như là giường của công chúa vậy đó. Ôi trời đất ơi, con lúc nào cũng đòi hỏi hết. Ây chà, vậy là đã xong rồi. Không những là không bị muỗi cắn mà nhìn nó cũng giống như giường của công chúa nữa. Nhưng mà không phải, không hề giống giường của một công chúa chút nào. Ngày mai bạn của con tới, con phải làm sao đây? Ê trời ơi, sao con mời bạn tới mà không hỏi ý kiến của mẹ? Trời ơi. Nè, bạn đừng có đẩy nữa, dừng lại đi. Anu thiệt là ngoan cố mà. Ê, mình đã nói chúng ta nên tới nhà của Minji rồi. Sao vậy? Hôm qua bạn chính là người muốn mời cả nhóm tới học mà. Bộ không lẽ bạn sợ là bọn mình sẽ phát hiện ra bạn đã nói dối về cái bàn và cái giường ngủ? Gì chứ, mình không có nói dối. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Wow, Shadow à, công nhận giường của bạn đẹp thiệt đó. Y cha, cái bàn này là kiểu mới ra hay sao vậy? Nhìn nó không giống như bàn học siêu ưu tú của mình. Cái bàn này đặc biệt lắm, các bạn muốn cũng không thể tìm được nó đâu. Nhìn bàn và giường chẳng có gì đặc biệt hết trơn. Sao hả? Bạn thấy ganh tị có đúng không? Bây giờ bạn còn dám cho là mình nói dối nữa không? Giờ bạn có chịu làm bài tập không? Mau lấy tập ra. Thôi được rồi, chúng ta ở đây đi. Mình ngửi thấy được mùi gì đó thiệt là thơm. Cái mùi này giống như những món ăn của mẹ mình nấu vậy á. Thơm quá đi à. Thật là tuyệt quá. Mình có cảm giác là có thể ngửi thấy được mùi xúc xích. Mình nghĩ rằng mình có thể học bài được suốt cả ngày nếu như có cái bàn đặc biệt giống như vậy. Bạn nói rất đúng. Kể từ khi mình có cái bàn học này, tự nhiên mình cảm thấy có thể học bài suốt cả ngày luôn cũng được đó. Trời đất ơi, mùi gì khó chịu quá. Mình không thể làm bài tập ở đó được đâu. Mình sẽ làm bài tập ở trên giường. Cái gì vậy? Nó thực sự quá thoải mái. Cái thật không? Nó thực sự thoải mái lắm sao? Để mình thử cảm nhận xem. Ây da. Nhưng mà mấy bạn ơi, có thấy là cái giường này cao quá không? Như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm. Vậy bây giờ các bạn mau xuống đi. Được rồi. Hay thiệt đó. Mình chưa từng thấy cái giường nào có thể điều chỉnh được. Các con à, cô có chút đồ ăn vặt, mau ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ.
Nè các bạn có biết không, bàn học và giường của mình là do chính tay mẹ của mình làm ra đó nha. Wow. Thật như vậy hả? Mình ghen tị với bạn quá à. Mẹ của bạn thật sự tuyệt vời lắm. Mẹ của mình là số 1. Ôi trời ơi. Bạn có thể ăn và đội nó như một cái nón. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đứng yên ở đó thán phục nữa mà hãy tới đây đăng ký nhanh lên đi nào. Trên đời không có gì là miễn phí hết cơ đúng không? Thời tiết hôm nay đẹp quá. Có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn dừng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đặt lên chân của mình nữa. Nhưng mà không có cố ý mà. Đừng bắt lời sợ. Tiếc là chơi chơi đu kiếm sơn đòn. Hai em mau dừng lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình. Cho nên cô đã quyết định cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thật sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần đầy đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Thần hộ mệnh. Lên đi. Chào bạn Chadu. Chắc bạn bốc trúng tên Chadu. Có bao giờ bạn chào hỏi Chadu đâu. Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa nhưng mà là mình thiệt á hả? Thôi đi, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Ủa? Hơi đúng là đám trẻ con. Các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình để giỡn đó, mình có đem thêm nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm về chủ đề mà cô đã cho tuần trước. Các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minchi à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị Chadu à. Nhưng mà Nam Trâm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được. Giống như vậy nè. Cái đó có thể giới tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mập đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ? Bạn bốc thăm trúng trà đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào. Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra.
không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đăng Ghi. Shadow à, bạn có nhà không? Ủa? Tụi mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi vậy? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy cha luôn chính là thần hộ mệnh của Yun Sức có phải không? Wow. Ê cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thực sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhanh đây nè. Gài đó. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận đường. Shadow à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Shadow à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Nè, Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Shadow đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Ủa? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi. Shadow đâu rồi? Nhưng tại sao chỗ này trơn quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi được, Booty đó. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, khó khổng hơn á. Nè Yun Sức à, mau bỏ mình xuống đi. Bỏ xuống ngay. Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Shadow à, bạn có sao không? Tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường. Chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. Cha, nhìn Shadow thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên. Chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Nè đốt đốt, mau xóa cái đó đi. Cô chào các em. Hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ.
Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Vui sức. Mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp phó. Không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Trời cha đu, mình đã cứu bạn ấy. Anh Huy, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Ninji và viết tên của cha đu vô. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó, nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, cha đu và đôn đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả? Gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Là ba hả? Cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À ba hả? Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á, hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha, hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá, ba là tuyệt vời. Ba đã mất rồi. Hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu giết mẹ. Các con hãy đi học đi mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Đúng rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá à. Vậy được rồi, bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè,
Không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? À, được rồi, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời, đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Hả? Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Chadu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? Từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Có gì đâu. Trời, mặn quá. Món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. Đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Mà trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hồ Đôn hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hồ Đôn, anh ổn không vậy?
Thiệt tình cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh hô đơn ạ. Nahia đơn sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình... ba ơi. Ôi trời ơi, hô đôn à. Anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên ba đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà. Cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Mang hơn. Nhanh tuyệt quá. Đói bụng lắm rồi. Yeah.